Ok, bài đọc hôm nay của mình sẽ là vào bài Unit số 8 trong quyển Complete IELTS Pen 4.0, 5.0 Students Book. Bài đọc Here Today, Gone Tomorrow. Chưa? Hiện tại thì mình đang đánh các số thứ tự từ đoạn A cho đến đoạn H. Thì hiện tại mình đang có hai bài tập. Thứ nhất là question từ 1 đến 7. Đây là dạng bài gì đây mọi người? Nhìn nhá, đây là có dấu 3 chấm này. Dấu 3 chấm này. Xong viết liền tù tì với nhau này. Xong ở cái viết liền tù tì với nhau này, xong nó có một câu tiêu đề này, có cái title ở đây. Chưa? Thì và lại còn là bài dạng bài summary nữa. Nếu mọi người đã nhớ dạng bài thì đây chính là trực thuộc 5 quả bom nổ. Đây dạng bài bom nổ. Nếu mọi người vẫn không nhớ lắm thì mọi người nên dở lại cái ảnh mà cô gửi cho cách làm bài trong trong reading nhé. Thì cái bài bom nổ này mọi người thấy là tính chất của bài bom nổ là như nào? Đáp án của nó sẽ nằm như nào mọi người? Đáp án của nó sẽ nằm liền tù tì với nhau, được chưa? Thế nên là nếu mà bài bom nổ lúc này nó nằm ngay ở đầu á, bài bom nổ nằm ngay ở đầu trong chuỗi bài tập. Hiện tại mình đang có hai bài, bài bom nổ nằm ở ngay bài đầu tiên thì mình cứ yên tâm là bài bom nổ thôi, bởi vì đáp án nó sẽ nằm liền tù tì nhau mà. Và nếu mà thường bài bom nổ nằm ở đầu tiên ý, thì mình sẽ expect là đáp án nó cũng sẽ rơi vào ngay những đoạn đầu thôi. Cho bây giờ mình sẽ xem là nó có đúng không nhé. Trong bài này thì nó có yêu cầu mọi người là điền không quá hai chữ một số, cho tối đa hai chữ một số này, two words and more and or a number. Thì bây giờ mình nhìn cái cấu trúc của bài 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 này, bọn em thấy là người ta có chia cho bọn em thành hai đoạn như này. Thì nếu mà khi mà đã chia thành hai đoạn như này thì mình sẽ yên tâm là mình những cái câu 1, 2, 3, 4 ý thì nó sẽ nằm gần như kiểu nó sẽ nằm somehow nó chắc là cùng một đoạn hoặc là hai đoạn liền kề gì đó. 5, 6, 7 thì tương tự cũng nằm một đoạn hoặc là hai đoạn liền kề. Cho nên mình chia ra như này thì nó sẽ dễ hơn. Có lưu ý một chút là đối với tính chất của summary nhá, nó có thể ở một câu nào đấy thi thoảng thôi, cái này là thi thoảng mới xảy ra. Có thể là do tính chất của summary nên là có thể cái vị trí đáp án của nó sẽ không được xuôi lắm đâu, có thể nó sẽ hơi lộ túng phèo một chút đấy. Chưa? Ví dụ như của câu 2 nó có thể lên trước câu 1 chẳng hạn, nhưng mà ở gần đấy thôi. Bây giờ mình sẽ đi tìm. Bây giờ mình sẽ đọc ở trong này. Ví dụ đầu tiên nó đang nói về tourism ở the Arctic. Đây là một vị trí địa lý thôi, mọi người cũng không nhất thiết là phải hiểu là the Arctic là gì. Sau khi đọc xong bài ấy, mọi người cũng có thể đi tra lại xem là the Arctic là nằm ở vị trí nào ở trên bản đồ nhé. Tourism thì đang nói về tourism ở the Arctic. Thì bắt đầu vào begin in the và nó bảo là cái visitor numbers thì từ từ ngày đấy đến giờ là nó rising. Thế là mọi người nghĩ đi, begin tức là nó tính muốn nói đến một in the gì, tức là muốn nói đến khoảng thời gian đúng không? Nhưng mà giờ in the thì từ loại cần điền đây sẽ là từ gì? Từ loại cần điền đây là gì? Khả năng rất cao đấy là thế kỷ. Chứ còn nếu mà năm thì nó là begin in ví dụ 2022 rồi. Chứ chưa cần gì phải cần cái giờ là mới gì. Tháng thì chắc là cũng chẳng cần giờ rồi. Và tự nhiên kiểu bắt đầu vào tháng nào nghe rất kỳ cục. Nó thường là phải thế kỷ này hoặc là vào năm đúng không? Thì đây nó là cộng có giờ nó sẽ cộng thế kỷ. Thì bây giờ mình đi tia từ nào chỉ thế kỷ mà nó liên quan đến the Arctic thôi. Bây giờ mình đọc, đọc lướt. Lặp lặp là the Arctic. Đây, mình thấy là cái gì mà liên quan đến the Arctic đây. Tìm các danh từ mà viết tên riêng ấy rất nhanh. Thì nó có the Arctic thì biến thành gì? Vẫn the Arctic này, nó không thể đổi được. Tourism thì nó đã began, nó biến thành từ existed. Từ thế kỷ, đấy, dân 19th century. The 19th century. Đây chính là 19th century, nó chính là đáp án.
century nó đã increased bla bla kia nào. Thì bây giờ là these days, bây giờ là chuyển về đến thời hiện tại rồi. Over. Chỗ này cần điền từ loại là gì hả mọi người? Over bla 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 people travel there, mostly by ship. Mostly by ship. Thì chỗ này rõ ràng là mình sẽ cần có từ over là từ rất quan trọng. Chưa? Từ đóng vai trò như kiểu hầu cận, đàn em thân thiết thì over mà mình tìm được cái từ từ over ở đâu ấy, tất nhiên kể cả có cả từ mostly by ship nữa thì gần như kiểu từ từ bên cạnh sẽ ra đáp án. Đây sẽ cần cộng với số liệu. Chứ có people, có đơn vị people sao rồi, với số. Mình đi tìm số thôi, bây giờ lại đi tia số. Và ship shell ở đâu thì nó bên cạnh đấy có từ over nữa. Có a million nhưng mà nó không phải là có ấy này, không có over này. Đây, có more than đây mọi người ơi. More than. More than 1.5 million. Đây chính là đáp án. 1.5 million. More than biến thành over. Xong rồi nó nói câu tiếp theo đây. Most visitors. Most visitor. Most visitors arrive by ship. Đây thì là mostly by ship đây. Thì cũng viết nó vào trong bảng keywords nha. Tiếp theo là the country. Cái country nào mà nó có greatest increase về mặt visitors ấy. Thì bây giờ mình đi xem là nước nào. Đấy là đi, tất nhiên đi tìm tên nước. Cái chỗ này thế thôi, tên nước thì chắc chắn là nó phải thế nào mọi người, nó phải được viết như nào, nó sẽ phải viết hoa cho tên nước, đi tìm viết từ viết hoa thôi. Tia các từ viết hoa hoặc là tên năm rất là nhanh. Bây giờ nó cũng sẽ đưa, nó cũng khô lắm, nó cũng cho mọi người vài nước này này. Bây giờ mình phải xem là từ greatest increase ở đây nhá, greatest increase xem thằng nào là phát triển nhanh nhất. Nó sẽ có là bla bla, không có, có increase nhưng không có greatest. Vứt à đây, sorry nhầm. Đoạn C nhỉ. Norway này, twice number bla bla này, nhưng không có greatest. Có tăng đấy nhưng mà không có từ greatest, là bỏ Iceland này. Được chưa? Iceland thì thấy là the second largest industry. Nó không có từ các, nó không có từ greatest ở đây. Chỉ bảo là nó là bự nhất thôi, đứng vị trí thứ hai, nhưng mà cái mức độ tăng trưởng nhé, mình đang cần mức độ tăng trưởng và lại còn là so sánh nhất. Chỗ này nó không có nhắc đến mức độ tăng trưởng này, vứt này. Alaska này bla 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 nhưng không thấy có greatest increase này, vứt này. Greenland, Greenland thì mọi người thấy à, ở đây rồi, có the most rapid growth cho Greenland chính là bao ạ. Có in marine tourism, đây là về du lịch mà marine, mọi người có nhớ hôm trước học cái bài Sylvia Earle, marine có nét nghĩa là như nào? Marine tức là everything living in the sea, nó cứ kiểu liên quan đến sea được chưa? Các ngành du lịch hàng hải này. Đấy, mình đã bắt được từ này rồi, đây là Greenland chính là đáp án. Tiếp theo, lúc này thì tourism nó đã expanded ở Antarctic bởi vì nó expanded ở Antarctic bởi vì làm sao, cái gì mà nó last longer hơn là nó ngày xưa. Thì ở trong câu này mình thấy, nhìn thấy có it. It thì nó thay thế cho các danh từ như nào mọi người? Hoặc là thậm chí mọi người nhìn luôn cả cái động từ đây này, last đây này. Last đây thêm s tức là cái danh từ mình đang cần đây này. Danh từ này nó sẽ là danh từ hoặc là danh từ số ít hoặc là nó là danh từ không đếm được. Ok, cô sẽ viết là uncountable nhé, cho nó dễ hiểu. Uncountable. Đây là uncountable được, danh từ không đếm được, chưa? Thế mình sẽ bám vào đây. Tức là đi tìm tương vào thằng nào nó danh từ số ít thôi. Mình nhưng mà nó đang phải là nhiều cái gì đó last longer. Danh từ này nó đang mở rộng của Arctic.
Đây, mình phải quay lại đoạn B mọi người ạ. Bla bla bởi vì this is partly because of the lengthening summer seasons. Được chưa? Cái bọn này nó đang đây này, doanh số nó đang kiểu increase từ 1 triệu lên đến khoảng 1,5 triệu ngày nay đúng chưa? Và một phần là do cái lengthening chính là last longer. Lengthening chính là last longer. Và đáp án thì chính là summer season. Yeah, hoặc là summer cũng được, nhưng mà summer season là đúng không? Thế là chốt. Thế là xong. Thì như cô có nói đó, đó là một do tính chất của summary nên là có thể có một vài đáp án nó sẽ bị đảo lộn lên một chút. Cho nên là lúc mà mình đọc là mình phải chú ý. Bài summary nó mới bị dẩm dớ như vậy thôi, chứ còn các bài bom nổ khác trực thuộc thì nó không bị thế đâu. Bây giờ mình đang còn 5, 6, 7, nó đang cùng khả năng rất cao là nó đang thuộc một đến hai đoạn liên tiếp đây. Phần trên thì nó đang thuộc B và C liên tiếp nhau, chưa? Phần bọn bên dưới thì nó có thể là nằm trong hết đoạn D hoặc nằm có thể trong đoạn A. Giờ mình đọc. Tiếp theo là cái travel liên quan đến the Antarctic ấy. Thì nó lại bị fallen by. Cái này nếu bọn em đã từng học task 1 rồi thì fallen by động từ mà cộng với by ấy, vào đằng sau đấy mình nên cộng cái gì bọn em? Mình sẽ cộng với số chênh lệch nhé. Số chênh lệch so với cái năm trước đấy được nhắc đến. Thì ra số chưa? Số mình có thể ghi luôn là số chênh, nhưng mà anyway trong bài đọc thì mình chỉ cần hiểu là đấy là số liệu thôi. Bây giờ bọn mình chỉ cần đi tìm xem là over the past year thì trong năm cái năm gần đây ấy, past year là năm ngoái đấy thì mình hiểu. Mình xem nào. Ở Antarctic thì rồi. Đoạn D bắt đầu nói về Antarctic. Đây, last season chính là cái năm ngoái đấy mọi người. The past year này. Saw một cái a drop. Saw a drop chính là saw a drop of 17%. Tức là đây, chỗ này là dropped. A drop of này thì nó chính là như kiểu cộng với số chênh mọi người ạ. Danh từ dụ cùng nói về bọn tăng giảm nhé, thì động từ sẽ cộng với by cộng số chênh, còn danh từ ấy nó sẽ cộng với of cộng số chênh. Cho thì đây là một kiến thức task 1 mà em có thể ghi vào, thì đáp án của nó sẽ là 17%, thì cô hay gọi là động by danh of, cho hai bọn này đều cộng với số chênh, đáp án 17%. Đấy, cái bài này cũng chắc phải, cái bài này cũng chắc phải tương vào luôn này. Fallen by nó sẽ bằng a drop of, chưa? Và sẽ, đáp án sẽ 70%. Viết y xì như người ta thôi. Mọi người cứ bê y xì, đỡ phải thắc mắc là có được thế này thế kia không. Nguyên tắc là mọi người bê y xì vào. Nó viết là 70% thì mọi người cứ viết 17% vào. Over the past year để có last season này. Ok. However, nghe thấy however là đoán trước ra được một cái sự gì đấy nó thay đổi đúng không? Tức là ngày trước thì bị fallen, có thể bây giờ however là nó sẽ tăng lên. Many more people bây giờ thì nó sử dụng như kiểu những cái small planes, tức là sử dụng cái A and cái B. Thì bây giờ mọi người đi tìm được cái small planes là mọi người túm được cái thằng bên cạnh này, để nó đáp lên cái ice như của cái băng này. Để mình xem nào. Đây. Nhìn thấy more people đây rồi bà con ạ. Landing nó tìm biến thành land on cái fragile size chính là cái ice. Fragile thì nó làm như kiểu những cái khu vực mà nó rất kiểu mỏng manh ý, mỏng manh dễ vỡ, thì đấy chính là cái ice này. Small planes nó biến thành đây, light crafts chưa? Và helicopters đây. Đáp án chính là helicopters.
Tiếp theo, aircraft thì cũng đưa những cái visitors. Huge ships mà có thể hold như kiểu chứa được này. Mức tối đa là as many as này, tối đa là bla bla tourist thì này, tất nhiên mình sẽ cộng với số thôi. Cộng với số. Được, ok. Rồi lúc này mình sẽ xem là mình sẽ cần cái gì. Xong rồi bla bla why the past two seasons thì for sale open again. Huge ships đây. Huge ship là đây có từ huge đây. Large cruise ships. Large cruise ships thì có thể carrying up to chính là bằng từ hold. Chưa? 800 chính là đáp án. Tourist là chính là bằng từ passengers. Là xong. Còn cái chỗ mà aircraft also taking visitors to huge ship ấy, thì nó sẽ bằng by air to ships này. Thế xong. Thế là xong bài thứ nhất. Xong bài thứ nhất rồi thì mọi người sẽ mới qua bài thứ hai nhé. Đây là do cái tính chất của bài này nó vậy thôi. Mình sẽ xử lý được từng bài này. Bài thứ hai. Mình sẽ có vài question từ 8 đến 12 này. Question từ 82 mọi người thấy đây là dạng bài gì đây? Mình có nhìn lại ở trong cái ảnh mà cô đã gửi nhá. Đây là dạng bài gì đây? Nó nằm thuộc 1 2A 2B hay là 2C? Mọi người nhìn vào các đặc điểm bài của nó này, như kiểu cái tính chất dạng bài của nó này. Nó sẽ có từ match này trong đề bài này. Xong rồi nó lại có một cái box này, list of people này. Chưa? Nó lại có chữ NB nữa. Đây chính là dạng bài ở 2B. Đây là dạng bài 3 phải nhé. Bài 3 phải. Dạng bài 3 phải là cái thể loại dẩm dớ này. Là lý do là gọi nó dẩm dớ là bởi vì mọi người nhìn thấy là trong cái đống này này, trong cái list of people này thì mấy ông ý sẽ thứ tự lần đầu tiên xuất hiện của mấy ông ý nhá, sẽ là đúng tiếp đúng thứ tự này. Lucia trước này, xong đến Ross, xong đến Frick, xong đến Prisca. Thứ tự lần đầu tiên xuất hiện thôi, còn có thể là người ta sẽ xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba kệ người ta nhé, thì cái đấy không kiểm soát được. Với bài đọc mà dài như kiểu của IELTS thật ý, thì không không có lý nào người ta chỉ xuất hiện một lần đâu. Cho có rất nhiều bài người ta xuất hiện 3 lần cơ. Đấy, cái đống này có thứ tự. Nó đi siêu xuê chùa bài đọc thôi. Còn cái đống 8, 9, 10, 11, 12 này không có thứ tự nha mọi người. Tức là đến lúc ý mình lại phải làm đúng theo kiểu có thứ tự, kiểu không có thứ tự đó. Thì bây giờ cách làm bài này nó là gì? Đầu tiên ý, đó là mình sẽ phải tìm. À quên, bài này còn có một cái thể loại là you may use any letter more than once. Tức là sẽ có một ông. Mình hiểu đây là một ông ôm hai số. Một ông hai số. Khổ lắm, là cái bài 2B kiểu dẩm dớ ba phải này mệt lắm. Nó cứ ấm ờ này. Thì bây giờ cách làm bài này đó là đầu tiên ý, mình sẽ phải đi tìm Lucia Richardson trước. Chưa? Sau đó mình quay lại mình khớp 8 đến 12. Tất nhiên trước đó thì bọn em cũng nên đọc qua xem là 8 đến 12 nó nói về cái gì. Thì lúc mình đọc Lucia Richardson ấy, thì mình sẽ dễ để mà khớp với thông tin hơn. Như cách mình vẫn hay làm thôi. Cái keyword trước của 8 12. Một vài tourist thì tin là người ta là should not delay cái trip to the post. Chưa? Giờ phải nhanh nhanh chóng chóng mà đến đấy đi. Not delay. Tiếp theo thứ hai là có một vài cái dangers khi mà đi du lịch ở Antasia nhé. Để xem dangerous kiểu gì, ví dụ gặp thú dữ hay là gặp bị lạnh quá, bị ngủm của tỏi hay là gì đó. Tiếp theo là một vài famous people, cỡ như kiểu chắc
kiểu cỡ thế, tầm cỡ thế giới như kiểu Donald Trump hay là Barack Obama hay là cái gì đó, Bill Gates hay gì đó được chưa? The famous people kiểu đấy. Thì travel to polar regions, cái cực này, thì người ta look at cái the impacts của global warming, xem có tác động gì. Impacts là bằng effects thôi. Một vài tourist có 11 thì make more than one trip to the poles, kiểu đến vài lượt rồi chẳng hạn. Tiếp theo là no evidence chứng minh là visitors, người ta đang vội vã đến cái post này. Chờ, thì mình bây giờ mình quay lại đọc. Thì bây giờ mình đang có nhiệm vụ của mình là đi tìm ông Lucia Richardson xem ông ấy nói gì, bất kỳ cái thông tin gì liên quan đến bài đọc không. Thì bọn em thấy hiện tại là có bốn ông mà có tận 5 câu suy ra đấy, cứ một ông ôm 2 câu và mỗi ông còn lại là được một câu. Mình sẽ bắt đầu đọc đi, tia ông Lucia Richardson đi. Thì mình sẽ tia bla bla. Lúc nãy từ đoạn D là mình cũng không thấy ông Lucia đâu. Bây giờ mình đọc đến đoạn E. Đây thì mình nhìn thấy ông Lucia rồi. Xem ông ấy nói cái gì. Còn ông ấy làm nghề gì thì kệ nhé mọi người, không cần đọc, không cần thông tin chi tiết đấy. Ông xem ông nói gì là được. Ông bảo là mình có thể đọc ngay một cái câu đằng cuối xem có cái thông tin gì không. Và là bây giờ có một cái high number visitors, nó đang return to the post. Thì những cái thông tin gì ông ấy nói ấy, nó sẽ là liên quan này thôi. Bla bla, ông ấy bảo là trong vòng theo dựa theo cái data của 6 year thì có tận khoảng chưa khoảng 25% go for a second time. Ấy chà. Thì đây go for a second time thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến câu nào? Câu này chính là cái câu mà câu 11. Trời. Chốt luôn câu 11 đây mọi người ơi. Chưa? Câu 11 chưa đã đi. Bây giờ với cái nội dung thông tin đấy thì cháu mới biết là có câu này. Bây giờ mình cứ đọc tiếp thôi. Ý là bây giờ mình sẽ sang ông tiếp theo luôn. Còn tẹo nữa mà bác Lucia được nhắc lại thì lại tính tiếp. Tiếp theo là đến ông Rod. Rod Downey. Mình đi tia tiếp xem là ông Rod ông bảo gì. Ông nào đây? Có cái dấu cách kép này là tức là ông có mấy ông ấy phát biểu gì nhá. Đây là ông à, đây ông Rod đây, xem là ông ấy đầu tiên ông bảo cái gì đây. Ông ấy bảo là cái health của cái poll này này, cái health này nó đang trong ngoặc kép nhưng người ta nói ẩn ý thôi. Như kiểu cái hiện trạng, mình sẽ dịch kiểu hiện trạng của cái poll này hiện tại đang bị rất kiểu deteriorated, như kiểu bị xuống cấp ấy. Thì đây là một từ rất tốt trong IELTS nhé, bọn em nên đi tra lại trong Oxford để vào ghi lại cái từ này. Chưa, mình đọc cả ví dụ nhé mọi người, đọc ví dụ ở trong trong Oxford nữa. Hiện trạng cái health cái này nó đang bị xuống cấp. Thì cái biggest changes mà nó đang xảy ra in the Atlantic thì nó liên quan đến climate change. Nó có cái câu gì liên quan đến Atlantic nhưng mà nó chỉ bảo là dangerous thôi chứ nó cũng chẳng liên quan gì đến cái này cả. Nó bảo là nó chưa liên quan gì cả. Có thể là ông ấy sẽ nói gì đó một câu khác. Thì mình lại lướt xuống thôi. Cứ lướt xuống. Trong cái đống này lúc nãy mình có nhận định là bác nào cũng xí được một phần, ít nhất một phần. Một bác xí hai phần. Thì suy ra là ông Downey, ông ấy sẽ nói được cái gì nữa cơ. Thì mình lại tia tốt thôi. Thêm là ông nào đến đoạn nào có dấu cái dấu kép kép ý. Thì tức là các ông ấy đang phát biểu gì đó. Thì mình lại lướt xuống lại thấy Downey đây rồi. Ông ấy bảo là tourism ở Antarctica thì là not without. Thì bọn em thấy trong bài này nó đang sử dụng cái kiểu ngữ pháp rất khắm, đó là nó bảo là not without tức là không không ấy. Thì mình cứ phủ định của phủ định là bằng có nhá. Phủ định của phủ định bằng khẳng định thôi. Thì bọn em sẽ hiểu nôm na là mình sẽ làm động tác như này. Thứ nhất là gạch bỏ not này, xong rồi gạch bỏ out đi. Được chưa? Thì tức là cái ngành du lịch ở Antarctica thì nó là with its risk, tức là nó phải đi kèm với cả cái risk. Risk đây nó sẽ bằng từ synonym gì ạ mọi người? Nhìn trong cái đống này. Nó chính là bằng dangerous. Được chưa? Câu này trong cái đống này nó chỉ có mỗi cái thằng Antarctica là câu 9 này. Được chưa? Thì nó chính là dangerous mọi người. Đây, chính là ông B.
chốt bác ở đây. Còn cháu lại đọc tiếp. Cho xem lại bác nào nói gì đây. Ông tiếp theo là free. Hiện tại mình chưa thấy bác nào là ôm hai số đây này. Đây, có free kìa rồi. Ngay đoạn G. Xem là ông ấy nói gì. Ông bảo là so far thì cho đến hiện tại thì no survey confirms là people đang kiểu going quickly để mà see những cái polar regions trước khi bọn nó change. Ủa thì nó giống câu này mọi người ơi, evidence no survey confirms cho cái vụ là mọi người đang rất kiểu hớt ha hớt hải để mà seeing polar regions. Thì nó chính là no evidence, chính là no survey confirm. Visitor chính là people. Hurrying chính là going quickly to the pole, chính là see cái gì nhỉ? Polar regions chính là to the poles. Chốt đáp án 12 chính là câu C. Tiếp theo xem là bác nào nói gì nữa không. Mình đang có là cái gì đây. However, ông ấy vẫn nói tiếp mọi người ạ. Theo khi bác này lại là bác ôm hai số. Xem bác ấy nói gì nhá. However, Hillary Clinton này và other big names. Ok, other big names dẫn mọi người đến nghĩ đến cái keywords nào? Other big names. Big names thì chính là kiểu famous people mọi người ạ. Đã đến bla bla đến hai địa điểm này, mọi người chỉ biết là hai địa điểm này thôi nhé, không cần phải cố công dịch làm gì cả. Đã đến chỗ này và chỗ này để see những cái effects giúp mọi người liên hệ đến từ see chính là bằng look at. Trời ơi quá dễ đúng không? Effect chính là bằng từ impact. Global warming chính là climate change, được chưa? Đây là hai từ mà người ta thường đổi nhau, global warming và hiện tượng climate change, nó là một. Ở đây thì là chính tỏ là bác C sẽ là ôm hai số. Chốt bác C. Freak. Đấy, ôm hai số đấy. Còn bác cuối là câu, còn lại là câu 9, câu 8. Được chưa? Chứng bác D này chính là câu 8. Thôi rồi, cứ chứng minh cho nó công bằng. Bla bla đây. Đây, chính là ông này. Prisca Campbell đây. Bây giờ người ta bảo là có một cái hiện tượng gọi là do it now. Do it now. Chưa? Thì câu này mình chưa hiểu lắm đấy. Tức là bác phát biểu thế thôi, thì chắc là có thể dựa trên một cái hiện tượng gì đấy. Thì mình nên đọc những cái câu nó ngoài cái dấu ngoặc kép, nên đọc câu đọc trước. Thì bây giờ mình đang đọc là trong cái vụ nãy là bây giờ gần như kiểu là đây, người ta đọc trên cái the suffering polar bear. Như có mấy cái con polar bear, con của bác cực nó đang bị kiểu suffering ấy, nó kiểu đau khổ này nọ là trai ấy. Thì đấy là một cái symbol, một cái biểu tượng cho một cái warming world. Nhưng bây giờ cứ nóng lên như thế là mấy cái con gấu bắc cực, nếu mọi người đọc tin tức ấy, thì thấy gấu bắc cực kiểu nó bây giờ nó đang ở cái khu vực nó sống, nó đang bị chịu khổ kiểu đấy. Thì đây chính là một cái warning là bây giờ là clock is ticking. Clock is ticking thì đây là một cái cách diễn đạt ấy thôi. Tức là khi mà nó là tick tock clock is ticking ấy, thì làm như kiểu cái thời gian nó đang trôi đó, nếu mày không nhanh lên là hết thời gian. Đấy, người ta gọi là clock is ticking, thời gian nó đang trôi đó. Ví dụ như kiểu bọn em sắp phải thi đại học này, thì đấy người ta thời gian nó thấm thoát thoi đưa đó. Không nhanh lên là mình sẽ không còn đủ thời gian để làm gì đó nữa. Nên có cái đoạn là có một yếu tố gọi là do it now ở đây là như vậy. Và như nó dường như là cái ticking clock này ấy, nó là rất kiểu là một cái yếu tố nhỏ thôi nhưng mà nó đang tăng dần lên đối với một vài tourist, được chưa? Bây giờ là đấy, clock is ticking rồi mà mình không đi nhanh lên thì kiểu khi là không kịp xem nữa, như kiểu không được biết là bắc cực là cái gì nữa, kiểu khi sau này chẳng còn bắc cực nữa ấy, kiểu đấy, hoặc là không còn polar bear nữa chẳng hạn đó. Thì đối với bác này chính là câu 8. Thì some tourist người ta tin là người ta not delay. Not delay chính là do it now. Chưa? Trong cái trip của người ta đến the post. Chưa? Đó thì là chứng minh xong bài này. Bài này thì bọn em thấy là do có cái đối với bài tập thôi nhá. Đối với bài tập số 2 này này thì bọn em sẽ thấy là đấy, thi thoảng sẽ có một bác ôm hai số nên rất cẩn thận với cả những cái chữ NB nhá. NB, you may use any letter more than once.
chưa? Còn nhìn chung đối với cả cái bài đọc, cả cái bài đọc này thì mình sẽ thấy là Here Today Gone Tomorrow nó có một đặc điểm, đó là cái bài đọc này này thì nó có cái bài bom nổ đứng ngay đằng đầu. Nếu bài bom nổ nằm ngay đằng đầu tiên trong cái chuỗi bài tập thì bọn em cứ yên tâm là đi làm mỗi bài này trước, được chưa? Xong quan tâm những cái bài tập ở phía sau sau, được chưa? Đó, sau đó mọi người kể lại bảng keywords cho mọi người.